Nhà cửa sắt cửa đồ thì sao? Hả? Thì thường đi dẫn khách sang nhà thì có thợ được làm. À, coi như bây giờ là đi bất động sản là chính, còn cái sắt là nhà tự làm. Có thợ được làm. Không, bây giờ hít đất 5 cái nổi không? Không nổi. Không nổi luôn. Không nổi luôn. Xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và ngày hôm nay thì hy vọng là một ngày đẹp trời, một ngày nắng đẹp. Các Tường sẽ thành công mai mối cho cặp đôi ngày hôm nay nha. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái vào đây. Rồi, mời em gái vào. Rồi, bên trái có cái ghế nha, mình bước qua. Rồi, mời em ngồi xuống. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra nha. Rồi, xin chào hai anh chị nha. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về bản thân của mình trước, để cho đối phương có thể nghe rõ được những thông tin của mình. Mình nói lớn lên một chút xíu nha. Rồi, chào anh. Anh tên là gì? Em tên Quỳnh Chí Hùng. Hùng là năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Năm 76. Anh Hùng là quê quán mình đang ở đâu? Công việc của mình là gì ạ? Sài Gòn, mình bất động sản. Là mình làm công việc này lâu chưa anh? 8 năm. Ngoài ra mình còn có công việc nào khác nữa không? Sản xuất cửa sắt rồi. Dạ. Cái cửa hàng, cái tiệm của mình là nằm ở đâu anh Hùng ha? Ở quận 6 luôn chị. Ở quận 6. Dạ, anh hiện tại đang sinh sống với ai? Với ba mẹ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của anh Hùng là gì? Cũng hòa đồng. Dạ. Nếu ít nói, trầm tính. Sau mùa dịch thì cái bất động sản nó có bị ảnh hưởng gì không anh, hay là nó đang phát triển tốt? Nó cũng lai gai bán tìm người. Dạ, rồi em cảm ơn anh ha. Lúc thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm gì? Đi ăn uống, đi du lịch với bạn bè. Đi được những đâu rồi? Cửu Thạch, rồi Nha Trang, Đà Lạt. Coi như đi cũng nhiều nơi ha. Mà anh là 46 tuổi nhưng mà anh là đã trải qua hôn nhân lần nào chưa? Chưa. Chưa luôn? Chưa còn. Ủa lý do? Lý do sao vậy anh? Duyên nợ lận đận. Một xíu em sẽ tìm hiểu cái lận đận của anh nha. Rồi chào chị gái. Rồi mình chào là chị. Tên gì chị? Dạ em tên Lê Thị Hợp. Chị Hợp là quê ở đâu? Em ở Bình Phước nhưng mà hiện tại thì em đang sống và làm việc ở Đồng Nai hơn 12 năm, khu công nghiệp Long Thành. Vậy là hôm nay lên đây ghi hình là chạy, đi chạy mất bao lâu? Dạ em chạy từ dưới lên đây chắc cũng 1 tiếng đồng hồ. Mình có ngại yêu xa không em? Dạ yêu xa thì mình lúc đầu, nhưng mà lúc mà mình yêu rồi thì mình rút lại gần, chứ còn yêu xa hoài thì cũng đâu có ổn vậy. Rồi. Công việc của mình là làm công việc gì? Em làm việc cho công ty, em làm bên công ty xuất khẩu cà phê. Cà phê decaf, tức là cà phê mà mình tách cà phê in ra rồi mình mới xuất khẩu đi á. Là em làm trong phòng chất lượng. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Em thì rất là hòa đồng, vui vẻ. Em cũng thoải mái, yêu thích trẻ con. Em cũng thích đọc sách và thích đi du lịch. Hai người cũng có cái gu giống nhau ha. Mốt mà tuổi bắt đầu ổn định kinh tế rồi, cái tàn tàn tuổi trung niên hai chồng đi chơi rồi cũng vui ha. Tuổi 41 là cũng mình đã trải qua hôn nhân lần nào chưa? Dạ em chưa kết hôn lần chưa nào. Luôn hai người lại giống nhau nữa. Em đang sống với ai? Em hiện giờ thì em ở một mình ở dưới, em thuê nhà ở dưới em ở. Để ba mẹ ở đâu? Ba mẹ em thì hiện giờ đang ở Bình Phước. Ba mẹ có hối thúc không? Dạ có. Có. Em có ngại phải theo chồng không? Dạ không chị. Thà bây giờ vợ theo chồng là cổ sẵn sàng đi theo anh về làm dâu ở nhà. Cổ chưa có kinh tế thì mình có đủ kinh tế để lo cho vợ không? Có sao đâu, thì nó lo được. Lo được phải không? Đó phải dạy cho người ta yên tâm. Đương nhiên là từ từ cổ sẽ kiếm cách mà cổ có kinh tế. Ai cũng phải có cái kinh tế riêng để mình thấy thoải mái. Lúc rảnh rỗi thì thường là em làm gì? Em rảnh thì em đọc sách với em ngủ. 41 tuổi thì mình được bao nhiêu mối tình rồi? Thì em cũng có quen sơ sơ rồi thôi thì không tính. Mà em tính là quen chính thức là hai mối tình. Hai mối tình, đâu kể cho tôi. Mối tình đầu là lúc mà em vừa mới học đại học xong á. Em có quen, xong anh đó cũng quen được chưa được 1 năm. Thì anh đó anh cũng nói dối nhiều. Tại lúc đầu là anh nói là anh học đại học khoa học tự nhiên. Nhưng mà em cũng tưởng vậy, cái lúc quen sau này thì em mới táo quả ra là anh học giữa chừng nhưng mà anh mê chơi game quá rồi cái không có theo học nổi, thi rớt nhiều môn quá thì em được cái bỏ ngang luôn. Rồi em nói em chủ động em chia tay luôn. Dạ em chủ động. Trời ơi, có gì đâu mà nói xạo chi cho cực vậy trời. Không, chỉ cần mình giải thích rõ ràng từ đầu hoàn cảnh sao rồi mình sẽ cố gắng tương lai. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai. Rồi mối tình thứ hai em có quen, em quen chắc cũng hơn năm, gần 2 năm. Lúc đó em 38. Rồi cái mối tình đó kéo dài được bao lâu? Mối tình nó kéo dài khoảng 2 năm.
mấy năm? 2 năm. 2 năm. Rồi 2 năm là cái tuổi này là mình kết hôn được rồi, sao mình chia tay uổng nha. Nhưng mà yêu xa á chị. Xa là ở đâu? Anh Đắk Lắk. Anh Đắk Lắk. Dạ. Rồi em ở Đồng Nai. Dạ. Bao lâu thì mình mới gặp nhau được một lần? Thì cứ thỉnh thoảng có dịp nghỉ lễ thì tụi em mới gặp. Anh cũng xong xuôi ở đó rồi, anh học xong rồi cái anh cũng quay về. Nhưng mà anh không có về chỗ em mà anh lại đi xa hơn nữa. Anh lại đi xa hơn nữa để công tác á. Cái em thấy xa quá rồi, càng ngày càng xa em á. Là em thấy là cái kiểu này là chắc không ổn rồi. Cái kiểu này là chắc không ổn rồi. Cái cậu em cũng thôi luôn. Rồi mấy năm nay là không có ai hết? Dạ mấy năm nay thì cũng hơi tìm hiểu hơi hơi thôi. Nhưng mà tại em rút kinh nghiệm rồi, em lẹ lắm. Em để ý chừng tháng, 2 tháng là em thấy không ổn là không có bắt đầu luôn. Chứ đừng nói gì có chuyện kết thúc. Có nghĩa là ở cái tuổi này, nhiều khi yêu hay là cú xét ái tình này kia thì nó không có. Đúng. Nhưng mà cái tuổi này mình phải dùng cái lý trí. Có nghĩa là mình thấy đối tượng nó được thì mình phải đầu tư vô một chút. Không biết là anh đã sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn chưa ạ? Thì hợp quen được kết hôn luôn vậy. Tình trường của anh thì sao nè? Anh mấy mối tình rồi? Thì cũng 2-3 mối tình. Nào anh kể cho tôi nghe coi có những cái câu chuyện hay những cái mối tình nào mà nó sâu đậm với anh. Mối tình đầu bạn gái kêu quen người khác nữa. Vậy hả? Chia tay. Dạ. Và mối thứ hai? Mối thứ hai thì quen đúng thời gian bạn gái đi ngoài cũng mấy tháng. Có cái mối tình nào mà nó sâu đậm, khắc cốt, ghi tâm mà làm anh nhớ hoài không? Có quen mà quen mấy tháng. Anh có rút kinh nghiệm ra là tại sao mà mối tình mình nó ngắn ngủi, nó chóng vánh, nó không đi tên cái kết cục không? Chắc nghèo nên là nghèo. Không chịu. Nhưng bây giờ anh công việc đủ ổn định chưa? Bây giờ cũng ổn định rồi. Anh có cho vợ ra ngoài đi làm kiếm tiền không? Thì ở đó bình thường. Dạ. Ra ngoài đi làm, ai cũng làm. Dạ. Mình có phụ vợ trong cái chuyện nhà cửa, bếp núc hay là dọn dẹp nhà cửa không? Thì cũng phụ. Hiện tại bây giờ anh ở nhà anh có làm gì phụ gia đình không? Về dọn dẹp, bếp núc, nhà cửa anh có làm gì không hay là mẹ lo hết? Có khi mẹ làm hay em làm. Dạ. Lâu lâu phụ. Rồi, bây giờ anh muốn tìm một cái mẫu người vợ trong tương lai của mình là người như thế nào? Thì tốt, hiền rồi, mình nó dữ quá. Anh hơi hiền ha? Dạ. Anh rất là hiền. Về ngoại hình anh có yêu cầu gì không? Thì dễ nhìn được anh chị. Dạ. Mình thì sao? Mình về chuyện sinh con đẻ cái thì mình em hay thì em cũng thích trẻ con và em cũng thực là muốn có con. Tường rất là hy vọng nha anh nha. Dạ. Chứ bây giờ anh 46 tuổi mà đương nhiên anh mà lấy 20-25 là khó rồi, mình cũng phải đại gia khó lấy lắm. Mà thí dụ người ta đã từng gãy đổ rồi, có con riêng rồi thì anh có chịu không? Nó không được, ở nhà không cho. Đó, thấy không, rõ ràng. Cho nên là để mà có một cái người mà cái tuổi 41 tuổi mà chưa lập gia đình lần nào, thật sự bây giờ cũng rất là hiếm. Có thể nhiều khi ông trời để dành hai bạn cho nhau. Còn bên đây thì sao, mình muốn lấy một cái người chồng như thế nào? Cái mong muốn của em thì cũng một người chồng ví dụ như là cũng hơn em 5-7 tuổi, 10 tuổi hoặc là thua 2-3 tuổi cũng được. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn một chút là được rồi. Vậy là anh này nghe về tuổi tác chị thấy phù hợp ha. Rồi cho chị coi cái hình coi nè. Em cao mét mấy? Em cao mét 5 chị. Cao 1m5. Rồi là 41 tuổi. Đó, mình nhìn thử coi mình chọn ra được cổ không. Anh có hình gì không anh? Có nha. Cái này nhìn luôn rồi chứ cái này đoán gì nữa. Đoán ra là cổ là ai không? Theo anh áo đỏ. Chắc chưa? Biết. Chắc áo đỏ. Đoán ra anh nào chưa? Dạ biết rồi. Anh nào? Người trẻ hơn. Người trẻ hơn hả? Rồi ok. Mở cửa trái tim để mình gặp gỡ nhau, mình trò chuyện với nhau nha. Dạ. Rồi xin mời hai anh chị mở cửa trái tim. Dạ, em muốn quà. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà. Rồi, cảm ơn. Khui quà đi, cứ ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi anh chị khui quà luôn đi, xem coi mình hôm nay món quà có ý nghĩa gì dành tặng cho nhau nè. Cái khung hình. Wow, sách hả? Ừ. Wow. Coi coi sách tựa đề gì, coi có ý đồ gì không? 2 cuốn luôn. Rồi, đọc cái tựa đi. Muôn kiếp nhân sinh. Muôn kiếp nhân sinh này nó rất là nổi tiếng chị. Cái quy luật xứng đáng của mình á, mình là như thế nào thì mình nhận được những thứ nó tương ứng với mình.
rồi cái quy luật nhân quả thì cái nhân nào thì nó sẽ có cái quả nó tương ứng. Ừ. Rồi cảm nhận đầu tiên hôm nay khi mà anh nhìn thấy cổ, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Thì mình trước tiên mình tìm hiểu làm bạn chứ, rồi cái gì tới sẽ tới. Thế còn em thì sao? Nếu mà theo cái cách nhìn của em á thì cũng là nói chung là ổn. Thôi thì bây giờ chị Tường sẽ dành hai bạn cho hai bạn một ít thời gian để mình tâm sự riêng với nhau một chút, rồi chị Tường sẽ quay lại. Nhớ làm chủ động, mình cần gì mình hỏi cho kỹ nha, để mà mình tìm hiểu nhau cho đỡ có mất thời gian sau này của hai người. Thấy anh sao? Em thấy anh cũng dễ thương mà. Ờ. Cũng hiền. Chứ anh thấy em như thế nào? Mình có cảm nhận gì? Thì lần đầu thì mình tìm hiểu bạn chứ. Mình coi lá bài này đi. Anh lấy một lá, em lấy một lá đi. Chuyện con cái sinh mấy người thì anh có nghĩ là anh sinh mấy đứa con nếu mà anh có gia đình không? Thì có gia đình anh cũng một hai đứa cũng đủ rồi. Việc nuôi dạy con là chính thì ai sẽ là người dạy nuôi dạy chính? Thì nuôi thì hai người cùng nuôi chứ. Nếu bạn nhận được tin nhắn của một người lạ tình tứ cùng người yêu thì bạn sẽ xử lý như thế nào? À, cái nếu mà người lạ nhắn thì kệ họ thôi anh, tại vì mình không có biết cái người lạ đó, còn chủ yếu là mình xét cái tình cảm của người yêu mình đối với mình như thế nào thôi. À. Anh làm là anh có bận suốt tuần suốt tháng không hay là ngày rảnh ngày làm ngày rảnh ngày làm? Làm bữa chủ nhật nghỉ. Còn cửa hàng sắt của anh thì ở tại nhà luôn hả hay ở chỗ làm tại nhà luôn? Anh có muốn hỏi gì em không? Em có hay vô Sài Gòn á? Dạ có, em hay vô tại hồi xưa em học ở đây. À. Thì bây giờ em cũng còn mấy bé cháu em học ở đây. À. Vậy sao lại có định vô Sài Gòn làm? Em thì nói chung là cái ngành mà em đang làm đây thì cũng là đi làm cho công ty thôi, còn cái mà em muốn tự làm á, cái đam mê chính của em á, em cũng muốn là em làm về cái ngành mà mình đang làm, nhưng mà là em tự làm chứ không phải là em đi làm cho người ta. Vậy cuối tuần gì anh nghĩ vậy, anh hay làm gì? Đi ăn uống đồ. Đi với bạn hả? Đi với mấy đứa bạn. Rồi cuối tuần tuần nào cũng nghỉ hết hả? Ừ, thường thì nghỉ nhiều, cứ như chủ nhật. Ừ, đi ăn uống với bạn bè. Còn em hay đi đâu? Em thì chủ nhật em nghỉ thì em cũng hay làm những cái việc cá nhân, như là em đọc sách, em đi những cái chỗ mà cần cũng gặp gỡ bạn bè, uống cà phê hay là gặp những người bạn mà lâu lâu mình cũng chưa gặp á. Em cũng có bạn nhiều ở trên Sài Gòn này nè. Anh có gia đình á thì anh có hay phụ vợ làm việc nhà như ví dụ là chăm con giùm hay là quần áo giặt giũ hay phơi giùm đồ, hay là có làm những việc đó không, hay là nấu cơm gì đó? Thì đó có rảnh thì làm thêm, sợ công việc bận thì ít làm. Ăn đi anh. Vị cũng khá ngon. Anh có muốn hỏi em gì nữa không? Anh quen thì anh có đi xa được không hay là không thích đi? Chủ nhật tàu xuống đi thì được, không xa được. Hiền quá phải không? Hiền ít nói nữa, thôi kệ ráng đi em. Thời buổi giờ trâu cũng đi tìm cột, cột đi tìm trâu cũng không sao hết trơn á. Anh cũng vậy nữa, phải cởi mở, phải nói chuyện. Yeah. Thêm cái mối quan hệ, mình bạn bè rồi từ từ mình tìm hiểu này kia. Bên mình thì không biết là gia đình mình có đặt ra tiêu chuẩn là kiếm con rể rồi như thế nào vậy không em? Ba mẹ em cũng dễ lắm chị, không có khó. À, hôm nay mình đi với ai? Hôm nay em đi với bé cháu gái của em với lại một người bạn học đại học của em. À, và hôm nay mình đi có đi chung với ai không anh? Dạ, em đi mình. Anh có nhiều đông bạn bè không? Bạn bè có gia đình hết rồi. Ai là cũng lo gia đình riêng hết trơn hết trọi dạ, ha. Dạ. Rồi, em mời, xin mời hai chị với cháu gia đình của bên gái em vào đây ạ, bên nhà gái vào đây ạ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa 10 loại thảo dược cùng chiết xuất salicin từ vỏ cây liễu trắng và đạm thủy phân chứa 18 axit amin, thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp Nibifa, hỗ trợ tăng cường khí huyết, hỗ trợ mạnh gân cốt, hỗ trợ cải thiện các biểu hiện đau mỏi xương khớp. Một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Ninh Bình. À, chào chị. À, chị tên là gì? Dạ em tên Trinh. Em với Họp là bạn đại học cũng trên 20 năm chị. Ồ, là hai người là bạn nha. Mình chắc có gia đình rồi phải không? Hay cũng chưa luôn. Lên đây ngồi luôn. Sau Họp là tới mình nha. Mình gặp chị Tường nha. Thế hôm nay mình ngồi ở ngoài mình nhìn thì mình cũng hiểu, mình chơi 20 năm mình quá thân rồi ha. Mình hiểu Họp luôn. Thì theo như cái suy nghĩ của em, mình cái nhìn khách quan bên ngoài thì em thấy là Họp với anh này có phù hợp với nhau không, hay là em có nhận xét, hay em có muốn câu hỏi gì muốn đặt ra với ảnh không? Đứng về phía gì anh á, anh sẽ không có chọn, anh sẽ không đưa cái quyết định ngay cái lần đầu gặp đầu tiên mà anh có phải trang như mình hiểu. Còn bạn em thì cá tánh hơi biết đó, ví dụ như thấy Họp là sao bắt đầu luôn, dạng như là kết nối để tìm hiểu,
giống như là một người mạnh mẽ thì một người hơi trầm á, thì cũng hợp. Nhưng mà còn chuyện em đi hôm nay là em chỉ ủng hộ tinh thần bạn em thôi. Bây giờ tụi em cũng 40 mấy tuổi thôi nè, sao không có bị cái yếu tố bên ngoài tác động nhiều. Ví dụ như giữa anh và họp, thấy hai người mà họp với nhau có sự chia sẻ thông cảm với nhau thì có thể là cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu, biết đâu là cuối năm nay tụi em được đi ăn đám cưới. Đúng rồi. Em cũng hy vọng như vậy ha. Hơn nữa đời người trưởng thành hết rồi thì tôi ngồi đây tôi làm mai cho tôi cũng hiểu trong đầu nghĩ gì nữa. Mình thích cái gì mình làm cái đấy. Cá tính của họp nếu là mạnh mẽ, cá tính quyết đoán, mình cứ giữ cái bản sắc của mình, đúng không? Thôi bây giờ nghe bạn trẻ nè. Sao con, cháu là cháu làm sao? Dạ con là cháu ruột của dì. Cháu ruột luôn? Dạ. Muốn dì có chồng không? Dạ muốn. Rồi bây giờ nhận xét làm sao, thấy có ý kiến gì với dì hả? Rồi em nhận xét như thế nào về cái cặp đôi này ngày hôm nay? Dạ thì lúc mà khi mà ngồi ở đằng đó mà nghe chú tâm sự á, thì thấy chú với dì là có một số điểm cũng rất là hợp nhau. Và cũng mong cho là chú với dì là hôm nay là có thể là cho nhau một cơ hội để sau cái chương trình này mà tìm hiểu nhau. Dì của con là ở nhà rất là giỏi, dì là lo cho ông bà ngoại ở nhà tất luôn. Là về đến nhà là dì sẽ dọn dẹp nhà sạch sẽ cho ông bà, rồi nói chung là dì về nhà thì rất được mọi người yêu quý. Con mong là sau chương trình này thì chú với dì cho nhau một cơ hội để có thể là chăm lo cho nhau đến suốt cuộc đời, tại vì cái tuổi này rồi ai cũng mong hết, ông bà ngoại ở nhà cũng rất là mong. Dạ. Trời ơi, dì Tường người dân đây nè, mà dì Tường còn mong hết sức ra luôn nè. Dì Tường cũng hy vọng như vậy nha. Nhưng mà bây giờ nãy giờ khen dì quá, bây giờ dì có tật xấu gì không? Dạ dì có tật xấu là dì chậm. Chậm có nghĩa là không phải chậm mà là dì cứ từ từ á. Dạ đúng rồi, chậm mà chắc á. Chậm mà chắc. Cái gì cũng chắc hết nhưng mà chậm. Cảm ơn em, cảm ơn con. Dạ. Rồi, cảm ơn hai người rất là nhiều. Dạ con chào cô, chào chú. Bây giờ anh 46 tuổi rồi nè, muốn lấy vợ nè, muốn sinh hai con nè. Bình thường có tập thể dục thể thao gì không? Có, chiều đi công viên tập thể dục. Bây giờ anh làm sao để anh thể hiện được cái sức khỏe của anh? Thường đi bộ không? Ví dụ bây giờ anh qua anh ẵm cổ lên nổi không? Ẵm nổi. Hả? Ẵm không nổi rồi rủi lấy vợ, rồi vợ đi đẻ rồi ẵm đưa ra xe sao đi? Đưa được. Chị 46 tuổi hết xíu quách cha. Nè anh qua anh ẵm thử bạn gái lên nha, ẵm bạn gái lên cho coi nổi không? Ít làm việc nặng lắm nha. Ủa nhà cửa sắt cửa đồ thiên sao? Hả? Bây giờ thường đi dẫn khách sang nhà thì có thợ được làm. Coi như bây giờ là đi bất động sản là chính, còn cái sắt là ở nhà tự làm. Có thợ được làm. Không, bây giờ hít đất 5 cái nổi không? Không nổi luôn. Tức làm việc nặng. Trời. Ở nhà làm gì? Giữa chén rồi. Có rửa chén hả? Có. Có nấu cơm phụ mẹ hả? Dạ. Không có chơi bộ môn thể dục thể thao nào anh hả? Có đi bộ, chim. Đi bộ ngày đi được bao lâu? Đi mấy vòng, cỡ mấy cây số. 2-3 cây số. Anh đừng làm em hoang mang quá nha, vậy em không biết làm gì anh luôn giờ đó. Giờ phải có cái gì tặng chương trình, chứ một là anh phải biểu diễn hít đất 5-6 cái người ta biết sức khỏe của anh, mà không anh phải có tinh thần văn nghệ, thể dục thể thao rồi gì chứ. Ca dở lắm. Ok, bây giờ hát một đoạn tặng chương trình nha. Yeah. Rồi, mời anh. Để vỗ tay đi. Anh nói không hay, nhiều khi anh hát hay á. Rồi, mời anh. Không nhớ bạn. Cái gì vậy trời? Hít đất có 5 cái cũng không nổi. Ẵm người ta lên, ta nhỏ xíu mà cũng anh cao mét mấy? Cao mét 68. Mà người ta có chút ép gì mà anh ẵm không nổi. Không thuộc bài nữa. Cũng ít cái karaoke. Okay, cái sở thích của anh là gì thì anh có thể làm cái điều đó. Thì giờ em hát trước nha, rồi anh làm cái gì anh làm. Chị nhớ là nhớ cái bài hát thôi. Nhớ cái cần tựa hát bài một đoạn nha. Anh như cơn gió thu bay bay nhẹ nhẹ, đưa em đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về, bỗng nghe lòng đang ước mơ. Mơ đêm mưa ôm anh trong tay thì thầm, anh em muốn yêu anh dài lâu. Anh em muốn yêu anh dài lâu. Chị cũng không nhớ, chị nghe bài quen quen mà chị không nhớ. Mà cất giọng hát lên nghe. Sao? Cảm nhận. Mình hát luôn mà cảm nhận. Bây giờ chị hỏi cảm xúc của em, nói thật sự, thật lòng. Là anh hiền quá mà anh nói chung là giao tiếp họ không có mạnh mẽ, em không biết nói sao. Rồi ít nói, trầm tính. Ít nói. Thôi mình hãy nghĩ đó là cái khuyết điểm của ảnh đi, có làm sao ảnh vậy. Anh mới tới giờ 46 tuổi anh mới chưa có lấy vợ. Em mời anh đứng lên bước qua đây. Này đơn giản lắm.
Bây giờ anh xin phép mời bạn gái đứng lên, xin phép nắm tay bạn 30 giây. Hai người nhìn nhau, anh muốn nói đời điều gì với cổ để cảm nhận, để xem là có cái cảm xúc gì truyền qua cho nhau hay không. Xin phép nắm tay. Đứng lên đi Hợp, 30 giây thôi là mình về chỗ. Thì mình trước tiên tìm hiểu làm bạn từ cái gì tên cho nên. Thấy tướng tá là đẹp trai á, ngon lành lắm á nha. Được lắm á, nhìn nhau nha. Mời hai anh chị về chỗ. Rồi bình thường anh vậy rồi anh đi kinh doanh bất động sản đó, rồi anh nói chuyện với khách hàng anh nói sao? Thì cũng nói chuyện nhà cửa thôi chị. Nói nhiều không? Nói cũng chút chút. Nói chút chút thì sao sale bán nhà được? Thì cũng có duyên, cũng lai gai lai gai. Lai gai hả? Mỗi ví dụ như là bao lâu bán được một căn? Cũng 2 tháng. À, bây giờ thì mời hai anh chị nắm tay và đặt tay vào nút bấm nha. À, nếu mình cảm thấy phù hợp thì mình cho nhau cái cơ hội nha, đừng bỏ lỡ. Dạ. Hãy làm đúng với cái gì mà trái tim mình đang mách bảo. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. 1 Tại em rút kinh nghiệm rồi em lẹ lắm, em để ý chừng 1 tháng, 2 tháng là em thấy không ổn là không có bắt đầu luôn, chứ đừng nói gì có chuyện kết thúc. Có nghĩa là ở cái tuổi này, nhiều khi yêu hay là cú sét ái tình rồi kia thì nó không có. Nhưng mà cái tuổi này mình phải dùng cái lý trí. Có nghĩa là mình thấy đối tượng nó được thì mình phải đầu tư vô một chút. 2 Rồi cảm nhận đầu tiên hôm nay khi mà anh nhìn thấy cổ, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Thì mình trước tiên mình tìm hiểu làm bạn chứ, là cái gì tới sẽ tới. Thế còn em thì sao? Nếu mà theo cái cách nhìn của em á thì cũng là nói chung là ổn. 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Trời, tôi hồi hộp quá trời luôn á, thiệt á, không hiểu làm sao luôn á. Tiền anh chị bấm nút mà tôi chưa thấy vui luôn á, tôi còn hồi hộp á. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra luôn á. Bây giờ bấm nút xong rồi em mới nói nha. Dạ. Trời ơi, em nói thiệt, em không biết anh là nãy giờ anh có biểu hiện cảm xúc gì trên mặt luôn á. Không biết bữa nay anh vui không, vui anh gặp các từ anh vui không? Vui. Vui hả? Mà anh không có cười một cái nụ cười tươi với em luôn á, anh cười tươi với em cái con nè. Rồi hôm nay anh gặp hộp anh vui không? Vui. Đó, anh bấm nút hẹn hò mà em không hiểu anh có bấm hay không bấm nữa. Em lo lắm. Nhưng mà anh ráng anh hứa với các tường nha, bây giờ anh với Hợp là ở xa. Dạ. Một tuần phải cố gắng xuống thăm cổ một lần. Anh không lên được, em cũng có thể chủ động lên thăm ảnh cũng được, không có ngần ngại gì hết. Ủa mà nó nghe nè, sao mà mặt anh nhìn cổ không có cảm xúc gì chân vậy? Mặt nó vậy. Mặt vậy hả? Thường thường. Chứ trong bụng trong lòng là có thấy có thích thích miếng nào không? Thì cũng có. Mời anh chị qua đây. Rồi, mời hai anh chị nắm tay nhau nè. Xin phép cổ mình hôn cổ một cái kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt tại chương trình được không anh? Không có gì. Thì mình xin cổ. Ừ, xin phép hôn được. Dạ. Ủa, anh cũng, anh có làm, nói chung là anh làm. Anh không nói thôi, nhưng mà ai chỉ anh nói là anh vẫn nói, anh vẫn làm. Thôi coi như là mình ghi nhận đây là cái sự thật thà. Gửi tặng đó, nắm hoài luôn, thấy dễ thương không? Cưng dễ sợ không? À, để tặng em gái món quà của chương trình. Cảm ơn. Tiếp tục nắm tay đi em. Một tràng pháo tay cho các tường, hôm nay căng thẳng lắm quý vị ơi. Cảm ơn, và cuối cùng thì các tường cũng đã hoàn thành được tương đối xuất sắc cái vai trò của mình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Và đối với cặp đôi thành công thì chương trình sẽ dành tặng cho hai bạn đó là một phần quà gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa ra mắt, với những cái tính năng là nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Tường cũng xin thông báo là chương trình Hẹn Hôm Trưa có những cái thông tin tuyển chọn để quý vị đăng ký tham gia chương trình. Hãy gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0942 461 309, hoặc là mình có thể liên hệ đăng ký qua trang fanpage của chương trình Hẹn Ăn Trưa để các tường có cái cơ hội làm cầu nối, làm mai mối cho các bạn. Và nhớ là hãy chia sẻ thông tin này thật nhiều giúp cho các tường cũng như chương trình nhé, để nhiều người biết đến cùng đăng ký tham gia chương trình. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 17:40 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, 18:00 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ thì các tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau nha.